em nha. Đó, đây tiếp tục với câu chuyện về mấy cái dòng xe Novo đó anh em. Đó, đây chiếc Novo này Novo 6 nha anh em. Đó, mà chú xe bán là bán điện cho mình thì nó xe bản chạy nay là 8 mấy ngàn cây rồi đây. Đây xe đây là nó đang bị kêu. Đây đã chúng nghiêng lên cho anh này. Nó kêu, không quên cái anh tháo nồi rồi, khỏi đi. Thì xe này á là nó bị kêu xong rồi nó xe này hiện tại thì hao nhớt anh em. Ra đứt bô này là ra là nhớt ra tới đây luôn rồi nè. Nó ra tới đây luôn là nó bị hao nhớt rồi. Hao nhớt trầm trọng rồi. Thì bảo mang qua cho mình thì mình kiểm tra xe. Đó thì kiểm tra nước mát, đồ kiểm tra đồ kéo anh em thì anh em thấy tình trạng gì nè. Đây. Đó anh em thấy không? Thấy không? Anh thấy như vậy là nó đặt quạt á, là bắt nước đồ thì đã hư rồi, nhớt nước trộn chung nhau. Thì xe này á, là còn nguyên zin đó vậy luôn, bản đi nhưng mà tại chung cho bạn chú xe này bản trăm cũng chưa kỹ lắm anh em. Nếu mà kỹ xíu nữa là thay nước mát thì nhớ định kỳ xíu nữa thì phát hiện ra cái này sớm thì khắc phục sớm thì nó sẽ đỡ kêu máy hơn. Còn xe là mình mang qua kiểm tra thì là mình muốn làm phần máy. Thì sẵn đó mình có mở cái nồi ra anh em. Đó mở cái nồi ra thì phát hiện không cái nồi này không là chưa có dấu mở luôn anh em. Là nồi còn zin luôn nha. Còn zin đó giờ luôn. Đó nhưng mà cái nồi trước nè, anh em nhìn nè. Đó đi là nhìn cái mặt nhôm là nó lúng nè. Đấy, không nó phiết. Lúng mặt nhôm. Đây, lúng nè. Rồi bi nè thì cũng bi zin luôn nè, bi này đúng zin rồi đó giờ luôn nè. Thì nó cũng phiết mớp rất là nhiều rồi. Chỉ có công Yukuro này thì là bản mới thay. Nhưng mà không biết ông nào lắp sao vô nó có dấu cấn nè anh em. Thấy không? Thấy có cái dấu cấn ở đây nè. Đây này không có nha, nhưng mà bên đây có nè. Đó, nó hơi bị cấn cho nên em biết tại sao mà nó bị cấn không? Là lý do là cái mặt nhôm này nó mòn nhiều quá nè, dây gon nó tuột xuống sát dưới anh em. Cho nên là cái miếng này nè là nó cấn với con lông đền mỏng này nè. Nè, nó có con lông đền lá lúa nè. Đó, thì nó sẽ cấn cái miếng này xíu. Trong dây gon này là bản mới thay. Mới thay cũng được thời gian ngắn rồi nên còn sẽ tốt. Thì mình mở ra mình thấy xe này á nó có nhiều cái cộng hưởng lắm. Cái xe này là có bị té ngã nè. Té ngã rồi phần để nha đây thì xe chạy là có bị cong chẳng qua nha. Nó bị nỉển một bên. Hư chân cổ. Phục trước thì lên ngồi cái là nó lúng chung là hết ti rồi, do nó xì lâu quá rồi nó xước ti hết rồi nó ra hết nhớt rồi. Thì cuối cùng anh em về cộng tiền mà làm phục, chén cổ, chén ba rồi làm máy. Xong rồi cái nồi nó như vậy nữa nên mình không ai vô xe. Giờ bạn muốn chạy đỡ, làm đỡ lại hay là muốn sau này làm là để đi luôn là một lần. Bạn giữ xe nó là bạn muốn giữ xe lại nên là làm ngon đi một lần. Cho nên là bạn quyết định là làm lại toàn bộ cái xe luôn anh em, nghĩa là làm bộ phần máy với phần nồi và làm lại phục trước luôn. Các bạn giữ xe yêu cầu là cái tiền mà giờ tại vì giờ thay ti mà phục hồi với thay lò xo thì nó đã hơn nửa tiền so với cái phục zin rồi. Nên là chứ là thay là phục zin nè. Đó, thay là phục zin. Sau đó thì ép chân 3 hai chân cổ. Nồi này là mình thay lại là trước rồi sau giữ tay dây ro đó. Cái mặt nhôm thì anh em nhìn thấy ha, nó lúng gì nè. Còn máy thì bây giờ mình sẽ gớt xuống anh em, mình báo mình đã làm máy, đã làm từ cây trên làm ra luôn, cốt nước cốt nước rồi gì đó mình thay hết. Sau đó là lồng bê tông bạc này là mình sẽ thay lại bên lồng bê tông zin. Máy mình đại tu tất cả những thứ luôn, vệ sinh không ra kim phun, đó là mình làm phun cục máy lại. Trời anh em ơi, mới đi khỏi nhà xíu, nhà mấy bạn thợ tôi gỡ hết cây dân ra chân rồi, gỡ cây dân luôn rồi, gỡ hết đồ luôn rồi, gỡ gan ngồi rửa đồ luôn rồi. Nói chung là cây cam này còn ok đó. Thì nhưng mà làm máy thì thường là mình sẽ kiểm tra là cây dân lòng đầu thất đề. Thất đề này còn ok không em? Rồi thất đề này còn ok luôn. Lát nữa này là mình đang rửa lên anh em, đang rửa ở đây nè, rửa trắng luôn anh em. Đó nãy giờ vậy rửa là trắng tinh hết luôn á. Đây mấy cái rửa gọi trong đây nè. Rồi đây là cái lồng này, cái dơn nó đem đi làm luôn rồi, cái đầu đi làm rồi, cái lồng thì bị mòn lồng anh em. Nó có cái nó có nguyên một cái ngấn luôn nè. Là đây anh em thấy không, đây nè, nè ngay đây là có cái ngấn luôn nè. Lấy tay gờ là thấy rất là rõ luôn. Ngay đây nè. Đó, anh em nhìn vào mắt anh em thấy có một cái ngấn trắng chưa? Đó. Chứ không phải là cái chỗ đen này nha. Cái khúc trắng ở đây nè. Đó, có một cái ngấn nè. Bê tông bạc thì nó đen gì rồi thì nó lên nhớt, đốt nhớt nhiều rồi. Chứ không phải là bị xước nha anh em. Cái này là đi lâu nó mòn, nó hao mòn. Còn đây là làm máy này làm cái gì anh em? Là mình bỏ luôn cái van lớp B anh em, mình thay lại van lớp B mới nha. Nó mấy van này lâu ngày là nó sẽ không có ổn định anh em, nó không có mở được nữa. Nên là mình thay lại hết, thay lại cốt nước nè.
cánh quạt, xin hot đồ là mình máy là mình cho lại như gì nè. Bạn cho xe thay cặp phục luôn, cho nên là xe này mình làm lại để bà đảm bảo cho xe chạy vài năm nữa là chuyện bình thường anh em. Chung tính theo cây số thì còn 7-80 ngàn là chuyện bình thường. Đó, nếu mà nhắc nhau kỹ. Rồi, đó giờ thì mình để xử lý đồ em, quan thoại rửa đi. Đó, mình gắp máy xong mình cho anh em nghe nha. Rồi, đó, máy mình gắp vô anh em. Nói chung là vệ sinh bên trong cho anh em là sạch sẽ hoàn toàn luôn nha, trắng tinh luôn nha. Rồi, đây. Đó. Bên trong là mình vệ sinh trắng hết cho anh em luôn. Rồi. Bên ngoài có thấy dơ nhưng bên trong là mình vệ sinh rất là sạch sẽ luôn anh em. Và gon Ford á là mình thay mới hết. Không có cháy keo. Với lại mình nói với anh em giải đáp như nè, tại vì anh em nói rằng khi mình điện bên mình hỏi giá, mình báo cái giá máy là máy mắc quá, gì mà tới 4-5 triệu, 5-6 triệu hay 6-7 triệu gì đó, thì mình nói với anh em vậy nè, tiền nào nó có đó thôi, chứ không có tự dưng mà mình làm giống người ta mình lấy tiền mắc hơn ta được anh em. Tại vì có rất là nhiều anh em mang xe qua mình á, anh em làm ở chỗ khác rồi á, mở ra hát nào là keo chết con rồi, lúc nào nó bị tái đi tái lại, nó không dứt điểm được. Ở đây mình là mình triệt tiêu nó từ cái khâu mà anh em, từ nè, cái mà nhiều người hay bị nhất là bị ở phần bơm nước nè, với van lớp B nè. Thật sự là mình đảm bảo em, nhiều anh em làm máy vô nè, không có quan tâm tới cái này đâu, là nhét vô lại thôi. Một là nó sẽ gây ra là cái van này là nhiệt độ, anh em nhìn trên đây là nó ghi là 82 độ nè, thấy không đây nè, 82 độ là nó sẽ mở. Rồi bây giờ tới gần 100 độ nước sôi nấu mà nó không mở ra nữa thì làm sao mà cái hệ thống nước nó tuần hoàn tốt mà hoạt động được, cái máy này nó được mát được cái được, nên nó sẽ gây ra nóng máy, gây ọc nước lại hay là bị lọt nhớt lại, xì nước các kiểu luôn. Cho nên mình làm là mình triệt tiêu, mình thay lại van lớp B mới, máy là mình vệ sinh sạch sẽ cho anh em, gon Ford là thay kỹ hết, tất cả đồ mình rửa cho anh em là đây đó. Thì những anh em nào đã từng làm full máy bên mình rồi thì anh em biết, anh em chạy tới giờ xem đi nó có trục trặc gì không đó, máy móc lại mình bao im hơn anh em đó. Đây là lồng mới nè, lồng bê tông bạc zin mới đó. Còn xe chủ xe này thì đang thay có cặp phục nữa nè, cặp phục trước luôn. Nguyên cái xe này là làm full máy nè, làm lại full máy, thay lại nồi trước nồi sau, thay cặp phục rồi làm chén cổ rồi làm chắn ba nữa, thì cái xe này là gần 10 triệu đó anh em đó. Một cái giá này thì sợ là chỉ có cái người đi xe mà đi chạy, bạn này bạn mua từ đó giờ bạn muốn giữ đi luôn nên là bạn làm lại. Thì nếu như sợ cái người mà họ bán giá chiếc xe nói giá nó rẻ thì sợ, thì như anh em so sánh kiểu đó là mình giao xe mình sửa mình cũng không dám nhận nữa, tại vì mình làm ở đây là làm để cho anh em xài chất lượng, còn anh em bán đi là cái xe anh em nó hết chất lượng rồi, nó giảm chất lượng anh em mới bán, còn mình làm là mình tạo lại cái chất lượng mới để anh em xài đó. Rồi ok, giờ đồ này mình gắp anh em, gắp xong mình nổ máy anh em nghe lại nha. Rồi cái phòng em Lambo này mình cũng xong anh em, bu đai sáng giờ rồi, lát nữa là tối là chủ xe ghé lấy xe luôn. Rồi máy zin lại hết, máy zin, lồng zin luôn anh em đó, nồi zin luôn. Rồi ok, zin mất nha, cặp phục trước là thay phục mới cho chủ xe đây đó. Rồi tổng bill xe này là gần 10 triệu nha anh em. Rồi ok, chắc mới thấp đây nha anh em.